Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh youtube Audio Kiếm Hiệp và kênh youtube Chuyện Lòng Ngọc thân mến Khánh Duy mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 34 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Độc Bộ Thiên Hạ Tác giả Thạch Trư qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy Trước khi nghe chuyện các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện Các bạn cũng có thể donate ủng hộ cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả của video mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị khánh duy xin chân thành cảm ơn và bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện độc bộ thiên hạ tập 34 ngay sau đây Tiếp theo phần trước lại nói Lúc bây giờ thanh âm của Bách Khoa Cung Cung Chủ nhẹ nhàng truyền vào trong tay của mọi người Và tay của thiếu âm Tông Tông Chủ Nàng kêu lạnh lên tiếng nói Ai nói bản cung đứng ở chỗ này Tiếp của ngươi một chiêu đấy. Bản cung có nói Thay Diệp Tiểu Ca Tiếp một chiêu trước chi ước của ngươi Là bản cung công ra một chiêu Chứ không phải là ngươi kìa Nghe lời đó Thiên âm Tông Tông Chủ lại hộc máu Vội vàng mang theo hám thiên cổ Oán hận rời đi hắn chịu nhục lớn, không còn mặt mũi đứng ở trong La Phù Đảo nữa, cũng không còn mặt mũi nào chào từ biệt đám người Vạn Pháp Yêu Vương. Đám người Vạn Pháp Yêu Vương mặt mang dị sắc, bách khoa cung chủ Tố Tâm Lan luôn luôn cười cười vui vẻ, giúp người làm điều tốt, mặc dù đám Ngưu Ba kia liên tiếp đùa dẫn nàng, thế nhưng cũng không thấy nàng tức giận. Nàng đều là nhẹ nhàng, bâng quơ liền đuổi đám người Ngưu Ba đi. Chính vì vậy, làm cho nhiều người cho rằng nàng nhu nhược dễ bắt nạt. Thế nhưng bọn họ lại quên một điều Bách Khoa Cung Cung Chủ cũng là môn phái ma đạo mà Tố Tâm Lan lại là người đứng đầu môn phái ma đạo này. Khí phách nội tàng khi tức giận mới lộ ra ngoài. Sao? Hiện tại còn có vị nào muốn thực hiện một chiêu trí ước nữa không? Thanh âm của nàng nhàn nhạt, nhạt không mang theo một chút tức giận nào cả. Mọi người im lặng không lên tiếng. Người thật sự có thể so tài với nàng chỉ có Thiên La Chu Vương và Phạm Vệ Âm. Mà có thể áp chế được nàng một bậc chỉ có một mình vạn pháp yêu vương mà thôi. Hiện giờ nằm muốn bảo vệ Diệp Phúc Mọi người cũng không thể làm gì được Được để tới muội thử xem Phạm Vệ Âm đột nhiên cười khẽ Một cây ngọc trúc xanh tươi bay ra khỏi Viêm thiên bảo tháp bảy tầng Đón gió rung lên lập tức to như kình thiên trụ Mang theo lôi âm gào thét Áp lên đỉnh đầu của bách hoa cung cung chủ Âm âm Diệp Phúc chỉ cảm thấy khó thể thở nổi Ngay cả động một ngón tay cũng không động được Cây lục căn thanh tịnh trúc to như sơn loan ngọc trụ ép không gian phạm vi vài dặm như một khối thép ngay cả ngọc lâu của hắn nguyên khí đại nhật như luân đều lùi hết về trong đan điền hắn không khỏi hoảng sợ ở trong lòng đây là thực lực của người đứng đầu một phái phàm hội âm không tấn công hắn nhưng chỉ khí thế thôi cũng khiến cho hắn không thể phản kháng lại chỉ có thể mặc cho người xâm lược đi bách khoa công chủ hô lên một tiếng không thèm ngăn cản lục căn thanh tịnh trúc bàn tay chân nguyên bắt lấy hoa sen ném thật mạnh tới phạm huệ âm từng cánh hoa trên bông sen kia khép lại thành hình như một cái cự chùy màu phấn hai đầu dày tản ra hương khí thấm lòng người vốn là vô bảo không dính chút khó lửa mà giờ phút này lại như một ngọn núi lớn che trời phủ đất rơi xuống mà không ngờ phạm huệ âm cũng không thèm cản hoa sen lại đột nhiên quát lên một kiện truy y hiện ra bao phủ toàn thân cùng lúc đấy nàng tức khởi huyễn thai viêm thiên bảo tháp hạ xuống từng đợt ánh sáng mờ bảo vệ quanh thân của nàng tu vi của nàng ta cùng bách khoa cung cung chủ ngang nhau cũng là cường giả tu luyện ra huyễn thai một chính đạo một ma đạo lúc này lại tính toán lấy cứng trợ cứng phân cao thấp với bách khoa cung chủ gần như trong cùng một nháy mắt một con dị thú đột nhiên bay ra khỏi thất tinh thanh quang hàn ngọc lâu bảy tầng bách khoa cung hình dáng như si kiêu mặt người thân chim mắt diều hâu miệng hổ hung ác dị thường con dị thú này bỗng há mồm phun ra một quả yêu nguyên chân đan giao ánh sáng với huyễn thai của bách khoa cung chủ rõ ràng là một con lão yêu đã tu luyện ra nguyên đan. Con lão yêu này mở đôi cánh ra, nhất thời đầy trời đều là cánh, một tầng lại thêm một tầng che khuất bầu trời. Thiên ma nguyên hóa chân kinh của Bách Khoa Cung, tâm pháp trọng yếu nhất chính là tiến luyện yêu thú, lấy yêu thú làm vu bảo. Con lão yêu kia hiển nhiên là yêu thú Bách Khoa Cung chủ nuôi dưỡng, tu vi cao cường, hoàn toàn có thể thánh ngang với tông chủ các đại môn phái. Lục căn thanh thành trúc cầm mầm luyện xuống, đánh thật mạnh lên cánh chim. Vô số lông vũ đều dập nát con lão yêu kia đau đớn kêu lên một tiếng phun ra máu tươi lập tức bay về dưỡng thương trong ngọc lâu của bách khoa công chủ đồng thời bông hoa sen như một ngọn núi kia cũng nợ lên người của phạm hoa âm khiến cho khóe miệng của nàng ta tràn máu sắc mặt có chút tái nhợt hai nữ nhân ngày thường đều có vẻ dịu dàng nhàn nhã mà lúc này lại có vẻ nóng nảy hơn cả nam nhân nữa không hợp một cái liền đánh nhau lấy cứng trời cứng lấy thương mà đổi thương khiến nhiều tông chủ môn chủ ở đây cũng không khỏi xấu hổ Tố sư tế, quả nhân lợi hại Tiểu muội lĩnh giáo rồi Phạm Hải Âm thu lục căn thanh tịnh trúc lại Kéo trúc trượng xoay người liền đi Trong chớp mắt liền vô tung vô ảnh Bách khoa công chủ tố tâm lan sắc mặt Cũng có chút tái nhợt Thực lực của Phạm Hải Âm rất mạnh Nếu không phải nàng có được một con lão yêu Đã tu luyện ra nguyên đan Chỉ sợ bị thương cũng không nhẹ Thừa dịp ngươi bánh lấy mạng ngươi Tiểu tiện nhân này đã bị thương rồi Vậy thì liền đánh chết luôn đi Hùng quang chợt lóe lên trong mắt của bách khoa cung chủ nàng lập tức dẫm lên hoa sen đuổi theo trên đường liền giải quyết cho xong đối thủ không đội trời chung phạm huệ âm này miễn cho nàng ta về lạc giả sơn dưỡng thương huệ âm sư muội đi thông thả tỉ tỉ tiến ngư một đoạn đường bách khoa cung chủ cười khanh khách nói tốc độ hai người bọn họ cực nhanh trong khoảnh khắc liền biến mất ở chân trời hai nữ nhân này thật sự không thể làm cho người ta bớt lo được mà vạn pháp yêu vương thở dài một tiếng bay lên trời cũng biến mất không thấy đâu nữa tốc độ còn nhanh hơn mấy nàng cũng là tính toán khuyên can không cho hai người phân ra sinh tử diệp phúc trong chớp mắt cất bước đi vào la phù đảo người mặt nhìn lên bóng dáng ba người đã sớm biến mất hắn thầm nghĩ hai à, nữ nhân đánh nhau không ngờ cũng hoành tráng như vậy hai nữ nhân này đều là nóng nảy bình thường nhìn không giống người dễ kích động như vậy bỗng một gã tông chủ lắc đầu rời đi khỏi la phù đảo nói lại thêm một gã môn chủ nữa rời đi Thở dài lên tiếng Hai người các nàng á à, Thích đấu đi đấu lại Khoa khoang với đối phương chỉ sợ lần này Đấu ra cả chân hỏa nữa không chừng Hai nữ nhân đánh nhau hoành tráng biết bao Tiếc là chúng ta vô phúc để xem rồi Những người khác cũng rời đi Đám người Nhu Ba thấp thỏm Đi đến bên người Giật Phúc cực kỳ hâm mộ mà nói Thiếu bảo Bách khoa công chủ cùng tông chủ lạc ra sơn Vì người mà đánh nhau kìa Ê, hey, lão yêu ta đây cũng chưa từng có diễm ngộ như vậy Diệp Húc khổ lâu không nói gì giải thích Bọn họ sớm có mâu thuẫn rồi Đâu có liên quan gì đến ta đâu Viên Phương liền cười nói hey, Cũng không thể nói như vậy được Nếu không phải vì ngươi Sao các nàng lại đánh nhau đấy Chắc chắn là là tranh giành tình nhân rồi hey, Diệp Lão Đệ Chuyện hài hòa trong hậu cung này Ngươi cần phải lãnh giáo Lão Chu nhiều Tiểu tử này gây họa không biết bao nhiêu nữ yêu tinh rồi mấy người nói dẫn vài câu diệp phúc lúc này mới nhắc tới những tài liệu của mình rơi xuống biển bốn người lập tức có nhịp bảo vài tên yêu quái thủy tộc xuống biển vớt lên diệp phúc cười nói những thứ đó cũng không đáng kể gì chủ yếu là tinh thần nguyên tử tinh thạch và tài liệu luyện chế trận đồ thôi còn những tên vũ sĩ ta đã giết thiếu bảo một phần cũng không có lấy tất cả đều hiến cho các vị ca ca đám người ngưu ba lướt nhau cười ha hả nói thiếu bảo người thật sự không cần sao Diệp Húc gật đầu, bốn người lập tức hưng phấn dị thường, Chu Thiên Cương cười ha ha nói: "Bảo vật rơi ra từ gần 500 tên vũ sĩ a, à, lần này ngũ quân tử La phủ đảo chúng ta phát tài rồi, phát tài rồi." Lão ngư ta đây sau này có thể rèn ba bốn mươi kiện vu bảo, trang bị từ răng đến tận đuôi luôn. Ngưu Ba cũng vinh váo hò hét: à, "Thiếu bảo, ngươi nên xử lý thêm một ít người nữa đi, tốt nhất là một gã tông chủ, đạt được chân phái chi bảo của bọn họ kìa Đôi mắt của Hồ Phương Tẩu phát sáng lên, qua nửa ngày, bảo vật dưới trong biển đều được thủy tộc La Phù Đảo thu hồi lại hết, phân loại đưa tới. Các loại bảo vật rực rỡ muôn màu, trồng chất như núi. Không ít bảo vật bị lôi hỏa thiêu tan chảy, biến thành những viên châu trong suốt, tản ra châu quang bảo khí. Diệp Phúc thu đi phần của mình, cẩn thận sắp xếp một chút, từ từ thời dài. Không ít bảo vật bị viêm dương lôi hỏa đốt tan ra, loại có phẩm chất thấp thì trực tiếp bốc hơi. Cũng có không ít bảo vật bị đốt thành cho tàn. Hiện giờ, tài liệu luyện chế trận đồ thiếu đi khoảng một nửa chẳng qua được phim dương lôi hỏa luyện hóa những tài liệu đó vẫn còn chút tạp chất lúc này tạp chất đều bị thu đi trở nên tinh thuần hơn rất nhiều dùng những tài liệu đó luyện chế trận đồ tuy rằng diện tích không lớn nhưng chất lượng chắc chắn tốt hơn rất nhiều rồi hơn nữa điều quan trọng ở đây là tinh thần nguyên tử tinh thạch cũng không mất đi lúc đầu có bao nhiêu thì giờ còn bấy nhiêu những tinh thần nguyên tử tinh thạch đó là mạng là gốc của hắn quyết không thể mất được may mà đã xử lý hết đám người này nếu không thiếu một kiện Cũng đủ để ta đau đầu nửa ngày rồi Diệp Phúc cười nói Đám người như ba trận trắng mắt Tiểu tử này sát tâm quá nặng Ngay cả bọn họ cũng hãy hùng khiếp phía Không quá lâu sau Bách khoa cung chủ và vạn pháp yêu vương cùng nhau trở về Vạn pháp yêu vương vẫn khuyên nhủ Các người đều là khách quý ta mời đến Hà tất phải đánh nhau như vậy Tiểu muội biết sai rồi Bách khoa cung chủ cười ngâm ngâm nói Nàng cũng chuẩn bị cáo từ Vạn pháp yêu vương đánh giá diệp Húc từ trên xuống dưới, sau một lúc lâu chậm chậm nói: Diệp đại chủ, về sau đại hội la phù đảo, ngươi đừng gây rối nữa. Diệp phúc gật đầu, nắm người ngưu ba có chút tiếc nuối, cười nói: Diệp lão đệ, sang năm nhớ đến nha Vạn pháp yêu vương hung hăng chừng bọn họ, anh ấy nhìn diệp phúc nói: Đại hội la phù đảo sang năm, diệp đại chủ có lẽ đừng tới thì tốt hơn. Diệp phúc cười khổ đồng ý, đại hội la phù đảo lần này các môn phái tổn thất nghiêm trọng vốn là chuyện quan trọng kết quả lại chết đi gần 500 người thậm chí cả vài nhân vật cấp giáo chủ cũng đều bỏ mạng bị lão giả thần bí mặc áo bột xám kia ép chết đại hội la phù đảo năm ngoái tuy cũng có người trả thù chém giết nhưng cũng là số ít chết không nhiều mà năm nay vì vị diệp đại chủ này đến gần như biến thành một cái lò sát sinh nói không chừng mấy môn phái vì thế mà bị diệt bị thế lực khác thô tóm trận gió tanh mưa máu này toàn bộ đều là do diệp phúc dựng lên bởi vậy, Vạn Pháp Yêu Vương nói rõ, La Phổ Đảo không hoan nghênh Diệp Đà Chủ đến chơi. Diệp Húc đi lên hương xa bảo lễn của Bách Khoa Cung Chủ, đồng hành với nàng, tiến về Thanh Châu. Bên trên bảo lễn, Bách Khoa Cung Chủ dặn dò. Diệp Tiểu Ca, sau khi trở lại ở Thanh Châu, ngươi lập tức chuyển chỗ, trốn xa được bao nhiêu thì trốn. Còn cháu hạ Gia chết trong tay ngươi, ta không nói, ngươi không nói, nhưng chắc chắn sẽ có kẻ nói. Chỉ sợ không bao lâu sau, sẽ rơi vào trong tay của hạ gia thôi đến lúc đó ta cũng không bảo vệ được ngươi đâu. tên ca thủ trong vân sơn môn kia cũng không bảo vệ được ngươi. diệp phúc im lặng gật đầu hạ mộ bạch và hạ dương sóc đều chết trong tay của hắn. hơn nữa hắn còn chiếm được vô pháp cao nhất của hạ gia kiểu đỉnh vu hoàng quyết về tình về lý hạ gia đều sẽ giết đến hắn. công chúa hạ gia thật sự khủng bố như vậy sao? diệp phúc hỏi bách khoa công chúa gật gật đầu thản nhiên nói hạ gia trung châu có hai vị vu hoàng là thế gia truyền thừa mấy vạn năm trưởng gia trong gia tộc bọn họ bất cứ ai ra khai tông lập phái là chuyện nhỏ thế gia như vậy ở trong mắt những môn phái nhỏ như chúng ta đây chính là một con cự long đang ngủ say một con quái vật lớn dù là vạn pháp yêu vương cũng không dám đắc tội với bọn họ đâu chuyển đi nhất định phải chuyển đi sau diệp phúc trịnh trọng gật gật đầu loại thế gia cổ xưa như hạ gia trung châu này La lịch từ xa xưa truyền thừa mấy vạn năm, ẩn chứa năng lượng khủng bố vô cùng, thậm chí có cả một tòa vô hồn giới dùng để tu luyện con cháu trong gia tộc, muốn tiêu diệt một môn phái nhỏ dễ như trở bàn tay vậy. Diệp Phúc tuy đạt được vài món bảo vật trong vô hồn giới, liền đại sát tứ phương, tiêu diệt mấy trăm người, thậm chí một số bảo vật ngay cả nhân vật như Vạn Pháp Yêu Vương cũng phải đổi sắc mặt, có thể thấy được thế gia của xưa như hạ gia hùng hậu là như thế nào. Vô luận là tài lực hay là vũ lực, Diệp Húc đều kém xa Hạ Gia Của cải của hắn ở trước mặt Hạ Gia Có thể nói là một cái lông trâu Cho dù Hạ Gia không định đối phó với hắn Diệp Húc cũng không thể ở lại Thanh Châu được Hắn đắc tội rất nhiều môn phái trong thập kiểu châu Đông Hải Quỷ Vương Tông, Thất Sát Cung, La Sát Môn, Thiên Ân Tông Thậm chí là cả Lạc Già Sơn cũng không ưa hắn Ở lại Thanh Châu sẽ chỉ gặp phiền toái vô cùng Diệp Húc trở lại Vân Môn Sơn Lập tức triệu tập đám người Thạch Trường Thanh Phái bọn họ về lĩnh Nam tránh sóng gió đám người thạch trưởng thanh tuy tu vi cao thâm hơn hắn nhưng ở trước mặt hạ gia và các môn phái khác thì còn xa mới đủ được cơ nghiệp này chỉ có thể bỏ đi thôi diệp phúc đứng trên đỉnh từ trúc phong nhìn dãy núi từ từ mà thở dài nói hắn khí độ ung dung cử chỉ trầm ổn y hệt một vị ma đạo đại hào hùng hùng bá nhất phương vân môn sơn thanh châu là nơi hắn làm giàu trước khi đến nơi đây diệp phúc chỉ là một tiểu nhân vật mới trở thành vũ sĩ mà lúc này đây Hắn đã là đà chủ trưởng quản Linh Sơn Bảo Địa Phạm Vi Trăm Dặm Giết mấy trăm người Được tôn xưng là Diệp Lão Ma Lại không biết bao nhiêu kẻ thù Hận hắn tận xương tủy Hiện đại giờ đi cũng tốt Đại thiên thế giới rộng lớn vô cùng Chỉ đứng ở Thanh Châu này thôi Cho dù có tài ngút trời đi chẳng nữa Tu vi cả đây cũng chỉ có hạn chế Giao đạo nhân chẳng biết từ lúc nào Đã đứng phía sau của hắn Mở miệng nói Đại ca nói đúng Diệp Húc chấp nhận không rời khỏi Liễu Châu, hắn cùng lắm chỉ có thể đạt được đến cấp số của tổ tiên Diệp gia. Không rời khỏi Thanh Châu, tu vi hắn cao nhất cũng chỉ đạt tới cấp bậc như Bách Khoa công chủ. Đây là tầm mắt hiểu biết. Sau khi rời đi rồi, hiểu biết thêm về thế giới rộng lớn bên ngoài, nhìn đến nhiều cường giả có trình độ càng cao, tầm mắt trở nên rộng hơn, tâm mới có thể có dục vọng tiến tới. Đúng là dục vọng khiến con người ta tiến lên, khiến con người ta tiến bộ, quá trình đuổi theo dục vọng chính là quá trình trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu chỉ núp ở một địa phương nhỏ bé, vĩnh viễn không thể nhìn thấy có bao nhiêu cao thủ trong thiên hạ, có bao nhiêu người cùng xuất sắc như vậy. Tại ca đã luyện xong trận đồ chưa vậy? Diệp Húc chờ mong vạn phần hỏi. Sau khi trở lại Vân Môn Sơn, hắn lập tức mang tất cả tài liệu ra cho Giao đạo nhân mời hắn giúp luyện chế trận đồ. Giao đạo nhân gật gật đầu, tế khởi một vật lên, đón gió bay lên, chỉ thấy kiện vũ bảo này mở ra như tơ như tuyến lan tràn mọi nơi trên khoảng không của Vân Môn Sơn trong chớp mắt liền bao phủ những dãy núi trong vòng 50 dặm trong Vân Môn Sơn. Chỉ có điều là tấm trận đồ này vẫn còn chống một mảng, hiển nhiên nơi đó chưa nhập trận pháp vào, không có bất kỳ ưu lực nào cả. Tài liệu để đưa cho ta quá nhiều, chất lượng cũng không tệ. Ta dùng địa hỏa luyện chế tấm trận đồ này, tốc độ rất nhanh. Giao đạo nhân cười nói, tùy tay thu hồi tấm trận đồ kia, co lại thành một vật hình kén tầm vậy. Hiển đệ, nguyên thần của đệ quá yếu không thể tế luyện trận đồ này hiện giờ đệ bung tinh thần mở thiên đình vì huynh giúp một tay để đệ có thể khu động cái vũ bảo này thiên đình chính là tử phủ nằm ở mi tâm bởi vì nguyên thần ở tại nơi này cho nên được gọi là thiên đình diệp phúc nghe vậy vội vàng ngưng tụ tâm thần mở rộng tử phủ giao đạo nhân vươn một ngón tay ra chậm rãi điểm lên mi tâm của hắn tấm trận đồ này lập tức theo bàn tay của giao đạo nhân như nước chảy vào trong mi tâm của diệp phúc mi tâm Diệp Phúc dần dần trổ lên một bọc nhỏ hẹp dài giống như cất giấu một con mắt dưới vậy. Hắn cẩn thận cảm giác chỉ cảm thấy trong tử phủ có thêm một vật thể. Trận đồ cùng nguyên thần của hắn phập phòng trong tử phủ, ánh sáng giao nhau rực rỡ. Cùng lúc đấy, yêu khí của giao đạo nhân nhảy vào trong tử phủ của hắn. Cưỡng ép trận đồ và nguyên thần của hắn hòa hợp là một. Lúc này, nguyên thần và trận đồ tương dung chặt chẽ, không thể dễ dàng tách ra được nguyên thần của hắn chính là một gốc cây cổ thụ không biết tên giống hệt gốc ngục thụ trong ngọc lâu kia vô số dễ cắm vào trong trận đồ phập phòng trong tử phủ có vẻ có chút đổ sộ bất trì thế gian hà vi vật nhất đổ phương thi thần trung lai diệp phúc không nhận được nghe một câu thơ cổ của tiền nhân hắn cười nói đệ vốn không biết những lời này có ý gì giờ mới biết là nguyên nhân dưỡng dục trong tử phủ thần trung đến chính là vu báo giấu trong nguyên thần Gia đạo nhân thu hồi yêu khí Như mày nói Hiền đệ Nguyên thần của đệ quá yếu Cố lắm mới có thể khu động trận đồ Tuy nhiên chờ đến lúc đệ tu luyện đến tam thai cảnh Chỉ sợ không thể kéo nguyên thần vào trong nguyễn thai Sao Nguyên thần của đệ quá yếu sao Diệp Húc chấp chấp mắt cười nói Đại ca So với những kẻ khác nguyên thần của đệ đã không kém rồi Cùng một cảnh giới Cùng một vô pháp Quy lực trong tay của đệ tuyệt đối mạnh hơn kẻ khác không ít đâu thậm chí vô pháp của tiểu đệ có thể sánh ngang với vu báo của vũ sĩ chân nguyên kỳ kìa so với bọn chúng nguyên thần của đệ quả thật rất mạnh chẳng qua những kẻ đó chỉ là những kẻ tầm thường gia đạo nhân thản nhiên nói cuộc đời này bọn chúng có thể tu luyện đến tam đan cánh đã là thành tựu rất giỏi rồi nếu muốn tu luyện đến cao hơn căn bản là không thể nếu đệ thỏa mãn với thành tựu trước mắt có thể coi lời của ta như gió thoảng qua tay nhưng nếu đệ muốn đạt được những thành tựu cao hơn nữa nhất định là phải rèn luyện nguyên thần Diệp Húc thầm xấu hổ, hết sức nghiêm túc nói Đại ca, nếu đệ phải tu luyện nguyên thần, nên bắt đầu như thế nào đây? Giao đạo nhân thì hắn cúi đầu nhận sai, liền cười nói Tìm một môn tâm pháp tu luyện nguyên thần, đây là cách đơn giản và nhanh nhất Cùng một tu vi cảnh giới, vũ trí của nguyên thần càng mạnh Uy lực của vũ pháp, vũ báo càng lớn hơn Mà thành tiệu trong tương lai cũng sẽ càng cao Chỉ có nguyên thần đủ mạnh mới có thể đi xa hơn trên con đường tu luyện thôi Diệp Húc nghiêm nghị nhớ kỹ tất cả những gì Giao đạo nhân đã nói. Hắn vẫn còn là một kẻ non nớt trên con đường tu luyện, không cẩn thận sẽ dễ lầm đường lạc lối. Lời của Giao đạo nhân nói với hắn từng chữ như cơ, chỉ hắn phương hướng chính xác cần đi tới. Vô sĩ tu luyện từng bước kinh tâm, một bước đi nhầm cả con đường ngày sau cũng sẽ từ từ sai đi. Và lúc nhận ra sai lầm đã khó có thể quay đầu lại, lúc đó hối hận thì đã muộn. Giao đạo nhân đã gõ cho hắn một hồi chuông cảnh tỉnh tâm pháp rèn luyện nguyên thần có rất nhiều loại tỉ như mãng cổ chu cấp là lực thần thông của diệp phù chú đó là rèn luyện nguyên thần nhưng tu luyện loại tâm pháp này phải có nguyên thần tương ứng nếu không thì không thể tu luyện được diệp húc lâm vào trầm tư rèn luyện nguyên thần phải tu luyện tâm pháp tương ứng mãng cổ chu cấp nguyên thần phải dùng mãng cổ chu cấp là lực thần thông để mà rèn luyện tu luyện những tâm pháp khác sẽ không có bất cứ hiệu quả gì cả mà nguyên thần của hắn lại là một gốc cổ thụ ngay cả tên cũng không biết vậy đi đâu tìm tâm pháp tương ứng đây hắn tạm thời buông chuyện này xuống tâm niệm khẽ động bọc nhỏ trong mi tâm khẽ vỡ ra như một con mắt dựng đứng ở trong mi tâm trận đồ từ từ trong mắt bay ra từ từ mở ra đúng là ứng với câu thơ kia bất chi thế gian hà vi vật nhất đổ phương chi thần trung lai diệp phúc thanh quát một tiếng ngọc lâu đột nhiên bay lên từng biên tinh châu bay ra lần lượt nhập vào trong trận đồ trong nháy mắt một tòa tinh đấu vi trần tiểu trận pháp bị hắn đưa vào trong trận đồ lập tức dẫn dắt chu thiên tinh lực cuồn cuộn không ngừng dắt vào trong trận đồ từng viên tinh châu tạo thành từng trận pháp nhỏ một lúc lâu sau 72 tòa trận pháp bị hắn nhốt vào trong trận đồ tạo thành một tinh đấu vi trần trận pháp cỡ chung hắn ở trên la phù đảo được đến hơn 40.000 cân tinh thần nguyên tử tinh thạch cùng với tinh thạch mình có hoàn toàn đủ để bày trận hạng chung lúc này tất cả tinh châu bị nhốt trong trận đồ lập tức kéo động chu thiên tinh lực phạm vi hơn 10 dặm quần cuộn hội tụ không ngừng giờ đây trong trận đồ không còn chỗ trống nữa mà là từng viên chu thiên tinh lực kết tinh mà thành tựa như những ngôi sao rực rỡ những tinh lực đó đang nhanh chóng trở nên lớn hơn gần nửa canh giờ sau liền thành từng viên to tầm ba bốn thước nếu để tấm trận đồ này không ngừng hấp thu thật sự có thể biến vân môn sơn thành một mảnh biển tinh túc diệp húc tâm niệm khẽ động tinh đấu vi trần trận đồ lập tức thu nhỏ lại không nhập vào mi tâm của hắn chu thiên tinh lực vẫn tiếp tục dũng mãnh đổ vào trong trận đồ hắn chỉ cảm thấy tu vi hổ lâu không thể động của mình đột nhiên tăng mạnh tốc độ cắn nút của kiểu chuyển nguyên công so với tốc độ gia tăng nguyên khí mà nói gần như không cần tính mỗi một góc trong cơ thể của hắn dường như đều tràn ngập chu thiên tinh lực mênh mông tột cùng đã đặt tới bão hòa cái giống như kẻ xa cơ thất thế nghèo đến chỉ còn lại một văn tiền đột nhiên nhặt được của cải giá trị hàng tỷ chính là như vậy Diệp Húc không nhịn được thét dài một tiếng. Tinh lực truyền khắp nơi, thật lâu không dứt, hắn vui sướng trong tâm là có thể nghĩ. Mi tâm hắn mở ra, tinh đấu trận đồ ở trong đó nhìn qua giống như một con mắt, nhìn thật kỹ, bên trong có 72 ngôi sao chu thiên tinh đấu, từng ngôi sao chậm rãi xoay tròn, giống như sao trời trong vũ trụ, xa hoa lại quỷ dị tới cực điểm. Con mắt trên mi tâm Diệp Húc từ từ khép lại, cắt đứt liên hệ giữa trận đồ và chu thiên tinh lực. Trong lòng hắn hắn hưng phấn vạn phần. Từ bỏ Vân Môn Sơn thì sao chứ? hiện giờ ta có trận đồ trong mi tâm gần như mang theo một tòa động phủ vậy có thể tu luyện ở bất cứ nơi đâu tấm trận đồ này không chỉ dùng để tu luyện chỉ cần không ngừng hấp thu chu thiên tinh lực không ngừng lớn mạnh sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày tinh lực sẽ đạt tới trình độ kết tinh tinh lực trong thất sát cung thanh thiên kỳ đến lúc đó uy năng của tấm trận đồ này sẽ vừa lớn vừa mạnh có khi còn trên cả thanh niên kỳ của thất sát cung vài ngày sau diệp phúc vẫn mở con mắt trên mi tâm không ngừng hấp thu tinh lực tu vi của hắn cũng không ngừng tăng lên. Ngày đầu tiên liền bước vào dung nguyên tam phẩm, ngày thứ ba dung nguyên tứ phẩm, ngày thứ sáu dung nguyên ngũ phẩm. Loại tốc độ khủng bố này so với bất luận thời kỳ nào trước đây còn nhanh hơn, thậm chí vượt qua cả lúc hắn trùng tu thiên tiên. Nếu cứ tu hành với tốc độ này, chỉ sợ không lâu nữa hắn sẽ bước vào tam chân cảnh, tu ra chân nguyên, có thể thao túng túc luyện vu bảo, tu chân hỏa, trở thành một gã cao thủ dần dần bước lên đỉnh cao. Ngày hôm đó, hắn đang ở trong tử trúc lâm đánh vào dung nguyên lục phẩm đột nhiên thiên điệu nguyên khí xuất hiện dao động rất nhỏ hơn mười luồng hơi thở bay thẳng hướng tử trúc phong của vân môn sơn diệp phúc tâm niệm vừa động cảm thán một tiếng khẽ cười nói người trả thù đã đến không biết là người của hạ gia hay là vũ sĩ môn phái khác đây hắn ngẩng đầu nhìn qua chỉ thấy một lão già gào thét bay đến trên không từ trúc phong rồi hạ xuống ngay ngang đi vào trong tử trúc tiểu viện lão già kia lấy ra một cái ghế lớn từ trong ngọc lâu của mình thoải mái mà nằm xuống một tiểu ưu tinh quyến rũ đi ra khỏi ngọc lâu của lão ăn mặc bạo lộ quần áo trên người chỉ sợ còn không bằng một cái tất vội trước vội sau bưng trà đưa nước cho lão diệp phúc vội vàng trở lại từ trúc tiểu viện chỉ thấy lão già kia nhấp trà nghiễm nhân coi mình trở thành chủ nhân nơi đây hắn cười tùng tìm nói hey, phong cảnh nơi đây không tệ giết diệp thiếu bảo rồi lão phu lên ở lại nơi này. Mộc Lam Sơn, khi nào thì đến lượt ngươi giết Diệp Thiếu Bảo vậy? Lại có một gã vũ sĩ trẻ tuổi hạ xuống, đi vào từ trúc tiểu viện, đẩy Diệp Phúc ra một bên, hắn cười lạnh nói. Hắn chỉ có thể chết trên tay tất thổng phúc ta thôi. Pang 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 pang. Ba bốn mươi tên vũ sĩ gào thét bay tới, rơi thẳng xuống từ trúc tiểu viện, một đám chân trúc đẩy Diệp Phúc đến góc tường. Một đại hán khương ngô cười ha ha, lạnh lùng mà nói. Mộc Lão Nhân, họ tất kia, nếu các người dám đoạt đầu của diệp thiếu bảo với vu an ta chính là đối nghịch với ta chọc giận ta ta làm thì tất cả các người trước những vũ sĩ khác đều tức giận một thiếu nữ tuổi không lớn lắm cười lạnh mà nói diệp lão ma hung danh bên ngoài giết không biết bao nhiêu người rồi nghe nói lão ma đầu này mỗi cộng tơ đều là mấy mạng người ngay cả lỗ chân lông cũng dính đầy máu họ võ kia chỉ sợ ngươi không phải là đối thủ của người ta đâu tất cả mọi người đừng có ồn ào nữa đi nghe một lời của ta Diệp lão ma hung tàn thành tính, làm chuyện ác, kẻ như thế chất còn không đủ, thế nhưng mà các ngươi có biết Diệp lão ma có bộ dạng gì hay không? Hẳn là trắng hán hung thần ác sát, thân thể cứng tráng như châu mộng rồi. Nói bừa, ta cảm thấy có lẽ là một lão đầu mắt như trung đồng, mồm to có thể nuốt được cả trời, kẽ răng đều rất mảnh thịt sợi cơ của Vu sĩ kìa. Một đám người cãi cọ ở Mỹ, náo nhiệt phi thường. Diệp Phúc nhận thấy tu vi đám người này chênh lệch không đều, có vũ sĩ hạo nguyệt kỳ cũng có tiểu vũ sĩ tăng nguyên cảnh bồi nguyên kỳ cố nguyên kỳ có nam có nữ có già có trẻ tâm pháp tu luyện cũng thiên kỳ bách quái không hề giống nhau điểm đó có thể nhận cảm từ hơi thở của bọn họ phát ra chẳng lẽ không phải người của hạ gia sao những hơi thở này hỗn tạp như thế hẳn là không phải đệ tử của một môn phái rồi diệp phúc tò mò vạn phần hắn thầm nhủ bọn người này đến tuyệt cùng có lai lịch gì đây chẳng lẽ là tán tu sao Hắn ho khan một tiếng cao giọng nói <laughs> chưa vị các ngươi im lặng một chút Ai có thể nói cho ta biết Tiểu tử cầm miệng cho lão phu Lão già Mộc Lam Sơn chừng mắt nhìn hắn một cái Quát lên Làm người phải biết quy cụ Thứ tự trước sau hiểu không Người muốn giết Diệp Thiếu báo Diệp Lão Ma Hãy xếp hàng đi Đến lượt ngươi thì ngươi mới có thể ra tay được Diệp Húc chớp chớp mắt Những người này luôn miệng nói giết hắn Thế nhưng mà hắn rõ ràng đang đứng ở trước mặt bọn họ thế này, bọn họ lại thờ ơ, hiển nhiên cho hắn là vô sĩ cũng đến đây để giết Diệp Lão Ma. Trong một lát thời gian ngắn ngủi, lại có thêm mười mấy tên vô sĩ nữa vọt tới, làm cho tử trúc tiểu viện đầy áp, chật đến mức con kiến chưa không lọt. Những người này trâu đầu ghé tay, bàn bạc sôi nổi. Diệp Phúc nghe một lúc lâu mới hiểu được ngọn nguồn, hóa ra là hạ gia biết được tin tức hạ dương sóc và hạ mộ bạch chết, truyền chu sát lệnh với hắn. Thế ai dẫn theo đầu Diệp Phúc liền có thể đi tới hạ gia Trung Châu lĩnh thưởng tiền thưởng là một kiện vũ bảo cấp chấn phái những người này đều vì tiền thưởng mà đến hạ gia chẳng lẽ không định tự mình động thủ hay sao diệp phúc nhẹ nhàng thở ra loại quái vật như hạ gia này căn bản là khinh thường chuyện lao sư động chúng phái cường giả hạ gia tới giết hắn mà là phát chu sát lệnh mượn tay kẻ khác diệt trừ hắn những vu sĩ đó đến từ trời nam biển bắc có người thậm chí không biết lẫn nhau cũng không biết hắn có bộ dạng gì Điều này làm cho Diệp Húc vừa tức giận lại vừa buồn cười. Chỉ là một đám ô hợp không đáng sợ. Hắn nghĩ tới đây đột nhiên lớn tiếng nói. Chứ vị Diệp Lão Ma chỉ có một thôi. Nhưng chúng ta có nhiều người như vậy. Ai mới có thể lấy được đầu Diệp Lão Ma đi hạ ra lãnh thưởng đây. Theo ý của ta, chỉ bằng chúng ta tuyển ra một vị minh chủ. Để lão nhân ra hắn mang theo chúng ta giết Diệp Lão Ma. Sau khi giật trừ xong, tiền thưởng đương nhiên sẽ về lão nhân ra hắn rồi. Mộc Lam Sơn cười ha ha nói. Hay có lý Vị trí minh chủ giết Diệp Húc này Không phải ta thì là ai đấy Xẹt Một kiện vô minh lặng lẽ Xuyên thủng tim của lão Tất thủng phúc thu kiếm cờ lạnh lùng Người làm minh chủ sao Nằm mơ ư Nơi này nhiều người như vậy Chỉ có ta mới có tư cách làm minh chủ Giết Diệp Húc thôi Tất cả các ngươi đều phải nghe mệnh lệnh của ta Hắn còn chưa dứt lời Hơn 10 kiện vô binh vô bảo Lao ra từ trong đám người Đưa hắn oanh sát Thi cốt cũng không còn Diệp Húc lặng lẽ rời khỏi đám người, ai tới làm minh chủ sát Diệp Minh. Đương nhiên không liên quan tới hắn, những người này vì hắn mà đánh lẫn nhau, có thể sống sót chỉ sợ cũng không nhiều người. Đại họa, thật sự là một hồi đại họa mà. Hắn quay đầu nhìn lại chỉ thấy Tử Trúc Phong đao quang kiếm ảnh chém giết không ngừng, hắn liền cảm thán. Nhưng nói gì thì nói, lấy bản lĩnh của ta chỉ sợ cũng có thể lấy tài nghệ trấn áp quân hùng được. Hay là đoạt cái minh chủ sát Diệp Minh này đây? Diệp Húc đi đến trước đồng phủ của Giao Đạo Nhân Chuẩn bị từ biệt Giao Đạo Nhân Vân Môn Sơn là địa bàn của hắn Chuyện này ai cũng biết Dù có giết hết những kẻ này Những người khác cũng sẽ ảo ảo tiến đến Tiếp tục ở lại Vân Môn Sơn Chỉ biết phiền toái càng ngày càng nhiều thêm Đồng phủ của Giao Đạo Nhân xây dựng Ở nơi linh mạch và địa sát khí giao nhau Sâu dưới lòng đất gần ngàn thước Bên tai Diệp Húc chuyển đến tiếng gió vù vù Thân hình rơi nhanh xuống Qua một hồi lâu mới chạm chân xuống Ổn định thân hình cách đó không xa là một con sông dung nham chảy cuồn cuộn mãnh liệt tản ra nhiều lực vô cùng vô tận chân hắn dẫm lên một con tứ xí kim tàm bay dọc theo dòng sông dung nham kia bay tầm sáu bảy dặm nghe thấy phía trước chuyển đến tiếng nỗi âm ầm ầm vô cùng vô tận địa sát khí cuồn cuộn từ dưới nền đất đi lên gào thét xông qua cắt ngang dòng dung nham kia làm cho nền đất vỡ nát đây là sát khí màu vàng đất vô cùng nặng một chút sát khí thôi cũng có thể đè chết một gã vô sĩ chân nguyên kỳ địa sắt khí khi chấn động thường phát ra tiếng ầm ầm long trở là đất giống như tiếng sấm như có linh tính vậy bên cạnh địa sắt khí còn có một linh mạch giống như một con trưởng long trắng đó chính là gốc linh mạch của vân ngôn sơn động phủ của giao đạo nhân xây dựng cách đó không xa con thanh giao này trực tiếp đem cung điện của mình đến đây bảo vệ địa sắt khí và linh mạch tu luyện nơi này hiền đệ đệ định rời đi sao giao đạo nhân đột nhiên hiện ra bên người hắn giật phúc gật đầu mà cười nói Đại ca có đi cùng đệ không? Giao đạo nhân lắc lắc đầu nói: Địa sắt khí rất khó tìm, trong này cũng muốn tu luyện huyễn thai, tu luyện nguyên thần, còn cần dùng sắt khí nơi đây để rèn luyện, không thể rời đi được. Hiền đệ, đệ ra ngoài một mình, nhất thiết phải cẩn thận. Sau khi giật phúc từ biệt Giao đạo nhân, hắn rời khỏi Vân Môn Sơn, trong lòng thầm nghĩ: tối đa là hai tháng, ta sẽ tu luyện đến tam chân cánh chân nguyên kỳ, sau đó là ngày hỉ của Diệp Tần đại ca cũng nên chạy về chúc mừng nếu đại ca nhìn thấy tu vi của ta cao hơn hắn không biết sẽ ra vẻ mặt gì đây hắn vừa mới bay ra khỏi vân môn sơn đột nhiên thấy bầu trời phía trước hiện ra một vầng trăng màu đen tinh khiết chân nguyên cuồn cuộn chảy ở trung tâm đục ngầu đến không chịu nổi dưới vầng trăng này một gã vũ sĩ trung niên đang đứng ở đó cười tủm tỉm nhìn hắn không nói gì diệp phúc cả kinh vũ sĩ tam chân cảnh ba cảnh giới chân nguyên kỳ luyện thành chân hỏa hạ nguyệt kỳ chân nguyên như ánh trăng sáng hỗn nguyên kỳ chân nguyên hỗn độn như dòng sông lớn chảy xiết vị vô sĩ trung niên này hiển nhiên chính là một cao thủ đã tu luyện đến hạ nguyệt kỳ Chưa là không biết người này tu luyện tâm pháp gì làm cho nhân chân nguyên của mình biến thành vần độc như thế vị tiên sinh này ngươi không đi từ trúc phong tranh đoạt minh chủ vị sát diệp minh ở lại nơi này ngăn cản tiểu đệ là có ý gì đây diệp phúc cười nói vũ sĩ trung niên kia khẽ mỉm cười vỗ tay nói diệp đà chú thật là thủ đoán. câu đầu tiên làm cho đám ngu xuẩn kia đánh lẫn nhau máu chảy thành sông thật không hổ với cái tên ma đầu nhưng kỳ liên phong ta cũng không phải loại ngu xuẩn gì kỳ mỗ từng tìm hiểu ở trong thanh châu mời người vẽ một bức họa diệp đà chú diệp đà chú người nên ngoan ngoãn bó tay chịu chói đi đừng bức kỳ mỗ ra tay diệp phúc đột nhiên hét to một tiếng phóng nhanh hướng kỳ lên hắn cười lạnh nói Bỏ tay chịu chói ư, thật là buồn cười Tốc độ của hắn cực nhanh Vừa mới lao ra, vừa tế khởi Ngọc Lâu Toàn Ngọc Lâu này đã trở thành Long độ phạm biến bạch Ngọc Lâu Vô cùng chắc chắn, hơn hẳn là vu bảo Bị hắn đặt ngang như đổ xuống dưới Hai tay Diệp Húc Nâng bạch Ngọc Lâu, đột nhiên phát lực Đẩy Ngọc Lâu đánh tới kỳ Liên Phong thật mạnh À Diệp Húc quát lớn Thúc giục Ngọc Lâu lên cuồng Phong hướng kỳ Liên Phong kiểu chuyển nguyên cơ lúc này bị hắn vận chuyển tới cực hạn thân thể lập tức trở nên vừa khô vừa gầy lại trần đầy lực lượng minh mông dị thường một cước hạ xuống không khí bị hắn dẫm lên lập tức động lại hình thành một dấu chân thật lớn ở giữa không trung xẹt xẹt từng mảnh long lân chui ra khỏi da của hắn điên cuồng sinh trưởng trong nháy mắt lên chảy rộng toàn thân diệp phúc chỉ cảm thấy lực lượng của mình điên cuồng tăng lên bước chân càng lúc càng nhanh cái loại uy thế này ngay cả kỳ liên phong cũng phải ghé mắt nguyên khí của hắn mênh mông đại nhật như luân hừng hực thiêu đốt ở sau người trong nguyên khí từng con dao long bay ra bay lượn khắp bầu trời trong mi tâm của hắn mi mắt vỡ ra lập tức chu thiên tinh lực phạm vi năm sáu dặm bao gồm cả thiên địa nguyên khí đều hướng đến tinh đấu vi trần trận đồ cuồn cuộn nổi lên một lúc xoáy thật lớn có chu thiên tinh lực cuồn ồn không ngừng hóa thành nguyên khí càng nhiều con dao long từ phía sau hắn bay ra che trời phủ đất bổ nhào xuống kỳ liên phong Hiện giờ thanh giao kiểu kích của hắn đã tu luyện tới độ cao, làm cho người ta phải ngẩn họng, nhìn chân chối. Uy lực lớn mạnh đủ để liều mạng với cường giả hạng nguyệt kỳ. Cùng lúc đó, thiên cổ bảo tràng lơ lửng trên đỉnh đầu của Diệp Húc, đón gió lay động. Hai con tứ sĩ kim tản từ trong bảo tràng bay ra, giết gào phong hướng kỳ liên phong. Kỳ liên phong, loại người như ngươi ở La phù đáo, Diệp Mỗ đã giết không biết bao nhiêu người rồi. Chỉ bằng vào ngươi cũng muốn động thủ với ta sao? Diệp Húc dáng vẻ lạnh lùng, nháy mắt bước đến gần Kỳ Liên Phong. Âm um, ầm. Um. Ngọc Lâu hung hăng đánh vào người Kỳ Liên Phong, tiếp theo vô số con ác dao chen chúc nhau lao tới, hai con tứ sĩ kim tằm xen lẫn trong đó, bao phủ Kỳ Liên Phong. Đối nghịch với ta, chỉ có một kết cục thôi, người chết đi. Trong nháy mắt, Kỳ Liên Phong quả thực cảm giác được hơi thở tử vong, hắn hoàn toàn không ngờ được Diệp Húc ra tay sẽ hung ác như vậy, gần như trong khoảnh khắc sử xuất tất cả các thế võ toàn thân ra tấn công hắn như rời non lấp biển Hừ, người chẳng qua chỉ là một tiểu vũ sĩ dung nguyên kỳ sao có thể là đối thủ của ta được kỳ liên phong quát lớn một khẩu đại đồng chung đột nhiên hiện ra thoát ra khỏi mặt trăng đen trên đỉnh đầu kia bao lại quanh thân cùng lúc đó hắn tế khởi tịch nhiên đâu xuất thanh quang lâu bốn tầng hạ xuống từng quần sáng phòng ngự như thùng sắt không gì phá nổi họ dẹp kia Trước khi đến, ta đã tìm hiểu rất rõ ràng tất cả về ngươi rồi. Kỳ Liên Phong sắc mặt dữ tợn, lạnh lùng mà nói: "Sở dĩ ngươi có thể giết được nhiều ngũ vũ sĩ như vậy, thậm chí là cả cưng giá Đan Đình Kỳ cũng chết ở trong tay của ngươi. Đơn giản là dựa vào uy năng của Viêm Dương Hồ Lô thôi. <laughs> kỳ thực với thực lực của ngươi còn kém ta hàng vạn dặm. Hiện giờ đã không còn Viêm Dương Hồ Lô nữa rồi, ta xem ngươi chống lại ta như thế nào đây?" Vô sĩ Hạo Nguyệt Kỳ đặt ở trên địa phương đã là một cao thủ cấp gia chủ, có thể trở thành gia chủ của một vua hoàng thế gia lại nhỏ. Những vua hoàng thế gia ở những địa phương như Lưu Châu, Thanh Châu, gia chủ cũng chỉ là cấp bậc này. Bởi vậy Kỳ Liên Phong mới có thể đầy tự tin như vậy, một mình tiến đến tính toán diệt trừ Diệp Phúc, lấy đầu của hắn đổi tiền thưởng của hạ gia. Giờ một tiếng, ngọc lâu của Diệp Phúc đâm vào cầu đại đồng trung kia, đánh nghiêng đi, tiếng vang thật là lớn, truyền ra hơn 10 dặm. Tiếp theo từng con rau long ùa lên, đánh tan lồng nguyên khí của kỳ liên phong thành từng mảnh nhỏ kỳ liên phong sợ hãi khó có thể tin nổi thất thanh mà nói lấy tu vi của ngươi sao có thể phá vỡ đại diễn thần trung đánh tan phòng ngự của ta được hai con tứ sứ kim tàm bay đến bên người của kỳ liên phong mở ra cái miệng to như chậu máu lập tức liền muốn nuốt hắn vào trong bụng kỳ liên phong sắc mặt kịch biến vội vàng quát to người không thể giết ta ta chính là người của minh giáo hà giết ta rồi người sẽ được tội với minh hà giáo ta sẽ không chịu được Giờ Phúc cười lạnh cắt lời hắn Ngay cả người hạ gia ta đều dám giết Sao lại không dám giết người đây? Xẹt xẹt Một con trong hai con tứ xí kim tàm liền cắn tới đầu của kỳ liên phong Con kia lại cắn hai chân của hắn Dùng sức sẽ hắn thành hai đoạn Tiếng chói tai chuyển đến Hai con cổ trùng này gần như trong nghe mắt Ăn thịt cao thủ hạ nguyệt kỳ Đến xương cốt cũng không còn một cây Trên đường đi la phủ đáo ta đã giết một gã vô sĩ hạo nguyệt kỳ loại người có thực lực như ngươi chết ở trong tay ta không có một trăm cũng tám mươi rồi một mình ngươi mà cũng dám động thủ với ta sao trên đỉnh đầu của diệp phúc thiên cổ bảo chàng hơi động thu hồi hai con kim tạm kia lắc 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 đầu nói thật không biết sống chết mà hắn chỉ một bàn tay nguyên khí ra thu hồi tất cả những gì có trong ngọc lâu của kỳ liên phong khẩu đại diễn thần trung kia không có nguyên khí của kỳ liên phong chống đỡ lập tức thu nhỏ lại biến thành một cái chung nhỏ có thể bỏ vào vừa túi. Diệp Phúc thu khẩu đồng chung này lại, có chút kinh ngạc, khẩu đại diễn thần chung này chúng một kích toàn lực của hắn là không bị đánh nát, có thể thấy được chất lượng tốt hơn vô bảo bình thường rất nhiều. Đại diễn thần chung ư? Kiện vô bảo này không tệ, đáng tiếc kỳ liên phong căn bản là không phát huy ra được mấy uy lực của khẩu chung này. Diệp Phúc xử lý đồ cất chứa bên trong của kỳ liên phong một lần, từ trong đó tìm ra được tâm pháp kỳ liên phong tu luyện là một quyển kinh thư tên Minh Hà chân giải bản minh hà chân giải này chính là tu luyện minh hà đại pháp thu thập u minh khí tu luyện một số thứ ô ế. trong đó có phương pháp luyện chế đại diễn thần trung diệp phúc cẩn thận đọc lập tức biết được đại diễn thần trung cực kỳ thần diệu trong đó nhắc đến phù văn trận pháp vô cùng phức tạp chính là vũ bảo thượng thừa khẩu trung này công phòng nhất thể cần rất nhiều tài liệu lúc kỳ liên phong luyện chế chỉ sợ thiếu vài tài liệu chính yếu làm giảm đi uy lực của đại diễn thần trung kém sao uy năng chân chính của khẩu trung này đại diễn có số lượng 50 mà cái này chỉ có 49. Khẩu đại diễn thần trung này uy lực có tất cả 49 trọng, mỗi một lần nâng cao một trọng, uy lực gấp bội. Kỳ Liên Phong ngay cả mô phôi của đại diễn thần trung cũng không luyện thành được, uy lực chỉ có 8 trọng. Nếu luyện thành khẩu trung này hoàn toàn, Diệp Phúc đừng nói là đánh thủng nó, chỉ sợ đại trung chấn động một cái liền khiến cho hắn tan xương nát thịt. Tài liệu luyện chế đại diễn thần trung còn nhiều hơn cả tài liệu luyện chế ra tinh đấu vi trần trận đồ của ta nữa kìa mà mối chốt là muốn luyện thành khẩu trung này lại cần loại bảo vật trong truyền thuyết là ngũ hành kim khí kia thật sự là biến thái mà hắn lắc lắc đầu loại bảo vật ngũ hành kim khí này không chỉ đơn giản là hiếm có mà là chỉ có thể gặp chứ không thể cầu muốn hoàn toàn luyện thành nó gần như là không thể thế nhưng mà nếu có thể nâng khẩu trung này lên mấy trọng uy lực có vẻ là có chút khả quan oh, thủ đoàn giết người cướp của của diệp đa chủ càng ngày càng thuần thục nhỉ Diệp Phúc khẽ động, thu khẩu đại diễn thần trung này và trong ngọc lâu, ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy một nam tử trẻ tuổi, đầu đội hoa quan, thân mặc áo bảo tím, ngự phong mà đến, cách hắn một dặm thì dừng lại. Một con sông trong suốt lao ra trên đỉnh đầu, chậm chậm xoay chuyển, chảy xuôi. Con sông này là chân nguyên hỗn độn của hắn, biến thành mà thành. Giữa sông, ngũ thập huyền cầm bằng sắt lơ lửng, chính là một kiện vu bảo tự đàn, âm nhạc đẹp đẽ hư ảo, có chút động lòng người. Diệp Phúc dùng mình người này tu vi còn xuất sắc hơn cả Kiều liên phong rõ ràng là cường giả hỗn nguyên kỳ loại cao thủ này cùng một cấp bậc với diệp tư đạo thực lực hùng mạnh tuyệt cùng có khả là diệp phúc cẩn thận vặn phần hỏi loại cường giả hỗn nguyên kỳ này thực lực mạnh hơn cao thủ hạ nguyệt kỳ gấp 10 lần làm cho hắn hết sức cẩn thận thanh niên áo tím kia khẽ mỉm cười nói thiên âm tông tiêu trưởng thanh phụng mệnh tông chủ xuống núi tới lấy thủ cấp của diệp đại chủ Ta nghe nói Diệp đại chủ luyện ra một tay vô pháp rất giỏi, tên là thanh giao kiểu kích đúng không? Trùng hợp, tiêu mỗ cũng có đọc qua môn vô pháp này, còn mong Diệp đại chủ chỉ điểm cho. Giữa dòng sông trên đỉnh đầu của hắn, thiên ma cầm đột nhiên vang lên, từng cây cầm huyền không người mà tự đàn, con một tiếng vang lên, liền có một con giao long cầm thét lao ra. Thiên ma cầm bong bong tác hưởng, lập tức giao long bay đầy trời, đồng loạt phóng hứng Diệp Húc, con trước con sau che khuất cả bầu trời. Đây là vô pháp ghi lại trong âm sát bảo giám của Thiên Âm Tông, Thiên Ma Thiện Âm. Một thanh Thiên Ma cầm có thể biến hóa ra các loại vô pháp thần diệu đến dị thường. Trước đây Diệp Phúc đều lấy thanh dao kiểu kích đối phó với kẻ thù, hiện giờ lại bị Tiêu Trường Thanh lấy Thiên Ma Thiện Âm phản chế, hóa thành giao long đời trời, đánh úp về phía hắn. Tiêu huynh, ở trước mặt ta dùng thanh dao kiểu kích chính là mối dịu qua mắt thở. Diệp Phúc thét dài một tiếng, nguyên khí trong đại nhật như luân phía sau từng con dao long ồn ồn lao ra so với dao long mà tiêu trường thanh dùng thiên ma thiệt âm biến hóa ra hung hãn hơn không biết bao nhiêu lần vô số con ác dao trên không trung thành từng đôi từng đôi đánh giết nhau thanh dao kiểu kích diệp húc đạt được chân truyền môn vu pháp này của hắn tu luyện đến cảnh giới tuyệt đỉnh tiêu trường thanh có thể so với hắn hay sao trong chớp mắt dao long mà tiêu trường thanh dùng thiên ma thiệt âm biến hóa ra đều bị dao long màu tranh cam của diệp húc giết chết diệp húc vung tay chân dẫm lên tứ xí kim tàm gào thét đánh tới tiêu trường thanh đỉnh đầu của hắn mấy trăm con dao long hùng hổ sắt khí long trở lở đất đây không chỉ có sắt khí của thanh dao mà phần nhiều là sắt khí của bản thân diệp húc hắn giết người không tính toán sớm dưỡng thành hơi thở khủng bố làm cho người ta phải khiếp sợ không động thì thôi vừa động thì khiến cho long trở lở đất tiêu trường thanh vẫy tay thu thập huyền cầm lập tức rơi vào trong tay nhẹ nhàng phất tay một cái tiếng đàn lập tức vang lên dao long để trời cùng gãy cổ thanh giao kiểu kích của diệp đà chủ quả như là lợi hại tiêu mỗ mỗi diều qua mắt thở khiến cho đà chủ chê cười rồi tiêu trường thanh quanh chân ngồi xuống không ngừng gảy đàn lúc này giao long khí dường như bị đao kiếm vô hình cắt qua vỡ không thể vỡ thêm hắn cười nói tông chủ lệnh cho tiêu mỗ xuống núi không thể tay không mà về được để tiêu mỗ mộ đà một khúc táng hồn đưa diệp đà chủ lên một đoạn đường vậy mười ngón tay của hắn gạt lên cầm huyền lập tức khắp bầu trời đều là đao quang kiếm ảnh trong nháy mắt bổ nhào đến phía trước của diệp phúc khiến cho hắn cảm thấy nguy cơ mãnh liệt người này thật lợi hại mạnh hơn kỳ liên phong không biết bao nhiêu lần một cây thiên ma cầm lại có thể sử xuất ra đại diễn thiên kiếm thuật diệp phúc tâm niệm vừa động ngọc lâu lập tức buông một quầng sáng xuống bảo vệ ở quanh thân những đao quang kiếm khí đó chém đến xuyên qua lồng nguyên khí khiến cho hắn không lường trước được tất cả đều chém lên người của hắn ầm một tiếng diệp phúc bị một kích này đánh bay ra xa vài dặm thân thể đau đớn không thôi cúi đầu nhìn xuống chỉ thấy trên người trải rộng nhiều vết thương to nhỏ khác nhau uy lực của thiên ma thiện âm của tiêu trường thanh vượt qua những gì hắn tưởng tượng không ngờ có thể công phá phòng ngự của kiều chuyển nguyên công làm cho hắn bị thương hắn vận chuyển nguyên công lập tức nguyên khí từ trong ngọc lâu mang theo sức sống mừng bừng, bừng chữa trị tổn thương trên thân thể những vết thương trên người của hắn lấy tốc độ mắt thường có thể thấy khép lại, mọc vẩy rồi thành sẹo rơi ra. Diệp đà chú, tư vị một khúc táng hồn này của tiêu mỗ như thế nào? Tiêu trừng thanh mỉm cười, ngự phong đuổi theo, tay lại không hề ngừng, hắn tiếp tục đánh đàn. Diệp đà chú, có thể chết trong tay tiêu mỗ, coi như là vinh hạnh của ngươi rồi. Bòng bòng, chanh. Mười ngón tay hắn tệ động, tiếng đàn đột nhiên hóa thành một cái cự trì to như một ngọn núi nhỏ. Nện xuống đỉnh đầu của Diệp Húc, không ngờ lại đổi vô pháp hóa thành cự trùy định giết diệp phúc ngay tại chỗ người có thể làm ta bị thương cũng rất không tồi diệp phúc tâm niệm khẽ động bản long kim trượng hiện ra trong tay đập nát cự chùy của hắn bức thẳng tiêu trừng thanh hắn cười lạnh mà nói chẳng qua vu bảo của ngươi uy lực cây ngũ thập huyền cầm cũng chỉ khiến ta bị thương mà thôi còn chưa đạt tới trình độ khiến ta mất mạng được diệp phúc hai tay cầm trượng quát to một tiếng hung hăng ném tới chư thanh Kim trượng được nguyên khí làm dịu Hai con kim dao lập tức chuyển động Tốc độ càng lúc càng nhanh Đột nhiên rời trượng bay ra Hiện lên từng tầng ảo ảnh duỗi nhanh phút, vô hướng tiêu trường thanh Tiêu trường thanh sắc mặt gãy biến Rốt cuộc cũng không thoải mái như thế nữa Vươn người vươn thân dựng lên Hai tay rất nhanh di động trên huyền cầm Mười ngón tay toát ra Tiếng đàn càng ngày càng nhanh Từng luồng thiên ma hiện thiện âm Hóa thành đủ loại vô pháp Đào thương kiếm kích búa rìu câu xoa 18 loại vũ khí đều rời cung mà ra, dầm dầm đánh lên trên con hai con kim dao kia, cuối cùng cũng đánh lui chúng. Bang một tiếng, hai con kim dao trở lại thân trưởng cùng lúc đấy, Diệp Phúc cũng đi đến trước người Tiêu Trường Thanh, huy trượng nện xuống. Thậm chí, không khí đều bị ép tới động lại, không thể để cho hắn tránh né. Tiêu Trường Thanh giơ thiên ma cầm lên nghênh đón, lập tức cảm thấy một luồng lực lớn áp chế, dường như thứ nện xuống không phải là một cây kim trượng, mà là một ngọn núi lớn. Ùng oang! cầm huyền của hắn bị một trượng của diệp phúc đập cho đứt đoạn, thậm chí mặt ngoài của ngũ thập huyền cầm cũng lõm xuống một lỗ to. thiên ma thiện âm của ngươi, cho dù có thể biến hóa ra tất cả các loại vũ pháp trên thế gian này, trước mặt ta cũng đều là vô dụng. diệp phúc lại nâng trượng hạ xuống, hắn cười lạnh nói, Hừ, cái trượng rách nát của ngươi, học đòi làm phong lộng nguyệt thì còn được, dùng để giết người ư? quả thật là buồn cười. Đoàn một tiếng, tiêu trường thanh lại giơ thiên ma cầm lên đỡ một trượng, tiếng hùng hoàng vang lên. Cầm Huyền lại đứt một giây, chấn cho khiến hồ khẩu hai tay hắn muốn nổ tung, trong tâm một trận đau xót. Cầm Huyền trong Thiên Ma Cầm chỉ dùng đại gân của dị thú Bào Hào luyện chế mà thành, Bào Hào cực kỳ khó tìm, đại gân lại vô cùng cứng cỏi. Một cái đại gân nên có thể đổ lấy một kiện vu bảo bình thường rồi. Đại gân của Bào Hào là hắn lấy được từ một chỗ trong vô hồn giới ở Đài Châu, thật vất vả mới lấy đến tay được. Sau này bị hắn luyện chế thành Cầm Huyền cho Thiên Ma Cầm bộc lộ tài năng trong chúng đệ tử Thiên Âm Tông bởi vì thế hắn mới được thiên âm tông chủ coi trọng thu làm đệ tử thân truyền thật không ngờ bị diệp húc quỷ đi hơn 10 cái người dám hủy cầm của ta ư chết đi hắn ôm thiên ma cầm năm ngón tay tung bay càng đánh càng nhanh từng đào thiên ma thiện âm đánh lui diệp húc lập tức vươn người lên theo sát phía sau diệp húc thiên ma thiện âm cuồn cuộn không dứt hóa thành đủ loại vô pháp ngoại trừ 18 loại binh khí thậm chí còn có đủ loại yêu thú thượng cổ hoặc dao hoặc cầm hoặc dao hoặc chăn hoặc trùng hoặc xà phượng hoàng ưng xà đủ mọi chủng loại thiên biến văn hóa không ngừng mà đánh tới diệp phúc vu pháp của thiên âm tông không giống với bình thường mượn loại vu bảo nhà khí biến hóa vu pháp cũng là nhất tuyệt trong vu đạo tiêu trường thanh là nhân vật nổi tiếng trong thiên âm tông khi đối địch luôn phong khinh vân đạm trong nhé mắt đối thủ liền tan thành cho bụi cực kỳ là phong nhã thật không ngờ hắn gặp được diệp phúc lại liên tục bị nguy suýt nữa thiên ma cẩm cũng bị hủy đi cực kỳ hối hận cuối cùng mặc kệ phong độ là cái gì vận luật là cái gì đàn một khúc táng hồn thành lung tung cả lên nếu có đệ tử thiên âm tông nào ở đây chắc chắn là phải cau mày tiêu trưởng thanh cũng không còn cách nào cả hiện giờ 50 huyền cầm của hắn đứt hơn 10 hơn nữa không thuận tay tiếng đàn đứt quãng làm sao có thể đàn một khúc táng hồn hoàn chỉnh được đây diệp phúc huy trượng chống trái chắn phải đánh nát đủ loại vu pháp ào ào đánh tới hắn âm niệm kết động hai con tứ xí kim tạm bay hướng tiêu trưởng thanh lập tức bị thiên ma thiện âm đánh bay đi tứ xí kim tạm đối với tiêu trưởng thanh mà nói e là không có chút lực uy hiếp nào thiên ma thiện âm của hắn chính là khắc chế của cổ trùng diệp phúc vội vàng thu kim tạm lại lập tức nghênh diện mà đến huy trưởng lệnh xuống tiêu trưởng thanh không còn cách nào đành phải nâng cầm đón đỡ lập tức cầm huyền lại đứt vài dây nữa trong lòng hắn dỉ máu sắc mặt xanh mét không cầm của ta Tiêu huynh Người vẫn nên tiết kiệm chút sức lực đi Chờ kêu mạng của ta đi thì hơn Diệp Húc cười ha hả Bản long kim trượng như mưa rơi hạ xuống Đường đường bạo vang không dứt Trong chớp mắt phá hủy tất cả cầm huyền Thậm chí mặt ngoài của thanh đại cầm này Cũng bị hắn đánh cho méo mó và rách tát Thiên ma cầm của ta Tiêu trưởng thanh Tâm như đau cắt Vẫn không nhịn nổi mà kêu lên Đong Diệp Húc lại khởi một trượng vô số bóng trắng của trường hạ xuống đập cho không khí phạm vi trăm mét điều động dữ dội hắn tu luyện kiểu chuyển nguyên công lực lượng cơ thể rất lớn gần như một con thượng cổ dị trùng yêu thú hơn nữa bàn long kim trượng nặng vô cùng một kích xuống ngay cả vũ bảo bình thường đều có thể dập nát một trường này của hắn đã dùng tất cả sức mạnh định đánh cho cả tiêu trừng thanh cùng bảo vật đều vỡ nát cả bản long kim trượng còn chưa kịp hạ xuống đột nhiên một tấm trận đồ hiện ra trên đỉnh đầu của diệp phúc vù một tiếng bao phủ hắn vào trong lập tức kiếm khí vô tận đâm đến trước mặt một mảnh trắng xóa. Xẹt 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 Kiếm khí đâm phá thân thể của hắn, trong nháy mắt liền làm cho cả người đâm máu tươi đầm đìa. Cao thủ thất sát cùng sao? Diệp Phúc điên cuồng vận chuyển nguyên công, liều mạng ngăn cản kiếm khí tập kích. Tiêu trưởng Thanh nhìn thấy Diệp Phúc đột nhiên bị một tấm chật đồ nhốt lại, liền thở phào nhẹ nhõm. Ngẩng đầu nhìn lên, thấy một gã vũ sĩ trẻ tuổi mặc tinh bào không biết khi nào đã đến cách đó không xa nhẹ nhàng vươn tay ra tấm trận đồ kia lập tức tăng một tiếng nhập vào lòng bàn tay của hắn biến thành một con mắt quỷ dị thi thoảng chớp một cái thất sát tinh lực dày đặc từ con mắt kia tràn ra hóa ra là tiết tùng sư huynh của thất sát cung tiết tùng sư huynh ngươi thử dịp tiểu đệ và diệp thiếu bảo ác chiến ra tay đánh lén chỉ sợ không được quang minh lối lạc cho lắm đâu tiêu trường thanh cẩn thận đề phòng vu sĩ trẻ tuổi này tên là tiết tùng chính là cao thủ xuất sắc nhất trong thế hệ trẻ tuổi của thất sát cung cùng với hắn lúc còn trẻ đều tu luyện đến hỗn nguyên kỳ là người được lựa chọn để cạnh tranh đảm nhiệm chức vị cung chủ tiết tùng ngạo nghĩa cười nói quang minh lỗ lạc sao hiện tại tiêu huynh bị hủy đi vu bảo hai tay đã trống trơn thật có thể nói là quang minh lỗ lạc hay sao tiểu huynh chớ quên nếu không phải tại hạ ra tay lúc này người đã là người chết rồi kìa hắn cũng được thất sát cung chủ hàn đông dương phái tới bắt diệp húc lúc này rốt cuộc cũng đắc thủ cảm thấy khuây khỏa trong lòng nghe nói rất nhiều tông chú môn chú đều phái đệ tử đắc ký đến giết diệp thiếu báo dùng đầu của hắn đổi lấy tiền thưởng của hạ gia tiêu trường thanh đến trước ta một bước lại không ngờ rằng bọn ngựa bắt vé hoàng tước ở phía sau cuối cùng tiểu tử này lại rơi vào tay của ta nhớ đến tiền thưởng của hạ gia là một kiện vu bảo chấn giáo hắn liền trong lòng nóng lên vu bảo chấn giáo rất hiếm thấy ngay cả thất thất cung cũng chỉ có một kiện hơn nữa lại ở trong tay của hàn đông dương chỉ cần đạt được vu bảo cấp chân giáo hắn liền là vô địch có thể quét sạch bất kỳ vu sĩ hỗn nguyên kỳ nào thậm chí có thể đánh ngang với cường giả đan đỉnh kỳ lần này hạ gia ban bố chu sát lệnh khiến không biết bao nhiêu vu sĩ chạy tới vân môn sơn săn bắt diệp húc trong đó thực lực cao nhất chính là các đệ tử tinh anh của các môn phái về những tán tu khác chỉ là một đám mô hợp căn bản không được con cháu danh môn để vào trong mắt lần này tới săn diệp húc đối với những đệ tử tinh anh mà nói chính là một hồi rèn luyện hiếm có nếu có thể lấy được đầu của Diệp Húc liền có thể trở thành người nối nghiệp trong môn phái. Đột nhiên, tay phải của Tiết Tùng run lên dữ dội, thất sắc tinh trận đồ nhảy ra khỏi cung huyệt, tăng một tiếng lên mở ra. Chỉ thấy trong trận đồ, một bàn tay khô gầy đột nhiên thỏ ra, gân xanh hiển lộ, phát ra tiếng ủng hoàng, ra sức xé rách cuốn trận đồ. Tiết Sư Huynh có cần hỗ trợ hay không? Tiêu Trường Thanh thấy thế, thế liền cười ha hả nói, Tiết Tùng sắc mặt xanh mét, một con sông dài tạo thành từ thất sát tinh lực đột nhiên hiện ra trên đỉnh đầu thất sát tinh đấu trận đồ bay vào giữa sông chấn áp hắn cười lạnh không cần người ra tay một tiểu vũ sĩ dung nguyên kỳ lấy thực lực của ta còn không chấn áp được hay sao thật buồn cười hắn còn chưa dứt lời đột nhiên một tiếng xoẹt lớn thất sát tinh đấu trận đồ của hắn bị bàn tay khô gầy kia xé rách diệp phúc thoát thân mà ra cầm bàn long kim trượng hung hăng đập tới tấm trận đồ kia Xì sì, xì sì hai con kim dao thoát trượng bay ra xuyên thấu thất sát tinh đấu trận đồ để lại hai cái lỗ thủng chéo lọi không trận đồ của ta tiết tùng tâm đau như đau cắt hắn kêu lớn tiêu Trường thanh cảm thấy khuây khỏa trong lòng thiên ma cầm của hắn cũng bị giật phúc phá hỏng lúc đấy trong lòng vô cùng đau lúc này thấy có kẻ rơi vào kết cục giống mình là có chút khoái ý tiết thuyền hiện giờ ngươi có thể lên thủ với ta chấn áp hắn được rồi chứ tiêu Trường thanh cười ha ha nói Tiết Tùng đau lòng đến cơ bắp trên cơ thể nhảy loạn, hung tận gật đầu, lạnh lùng mà nói: "Được, tiểu tử này, hủy chất đồ của ta, không giết hắn khó tiêu mối hận trong lòng ta được." Đúng lúc này, một tiếng cười trong sáng đột nhiên truyền đến từ xa xa. "Nếu là săn bắt Diệp Lã Ma, thêm một phần của Vương Vũ ta đi." Chỉ thấy một con sông dài màu đỏ bắc ngang trời cao, một nam tử trẻ tuổi mặc khuyết bào, Chấp hai tay ở sau lưng, chậm chậm đi tới, nhìn chằm chằm Diệp Phúc, cười ha ha nói: Diệp đà chú giết là tu thiếu bảo chủ nhà ta Nhưng lại là một chuyện vui với vương mỗ Một ngày thiếu bảo chủ không chết đi Ngày đó ta vẫn vô duyên với vị trí bảo chủ Diệp đà chú Người làm rất tốt Đã thành toàn cho ta Dùng đầu của ngươi đến để ta trở thành bảo chủ Đảm nhiệm huyết thần bảo đi Tên vương vũ này là đệ tử huyết thần bảo Cũng là một cường giả hỗn nguyên kỳ Thật là náo nhiệt Thiên âm Tông, Huyết Thần bảo, Thất sát Cung đều phái sư huynh đến giết Diệp Lão Ma là sát môn ta sao lại không tham gia được một thiếu nữ mặt che lộ trắng thất tha hiện ra nàng cười khách nói thiếu nữ này diệp phúc từng gặp qua một lần đó là khi bách khoa cung chủ mời các môn phái tới bàn bạc chuyện vô hồn giới đệ tử la sát môn phái ra tên là liễu như nhứ diệp đà chú tiểu muội từng mời ngươi đi la sát môn làm khách không nghĩ tới giờ lại gặp lại lúc binh đao này thật sự là thế sự trêu ngươi làm người ta than tiếc mà hey. Liễu như nhứ chuyển đôi mắt Khẽ cười phong tình vạn trùng Chân nguyên của nàng ta thả ra Một mặt tinh kỳ hiện lên ở trên dòng sông Trong tinh kỳ có trăm thiếu nữ xinh đẹp đang múa Ngực to mông tròn Kỹ thuật nhảy mạn rượu Làm đủ mọi tư thế đáng xấu hổ Lại là một cao thủ hỗn nguyên kỳ sao Diệp Phúc không nhận được nhức đầu Nếu là một vũ sĩ hỗn nguyên kỳ Hắn còn có thể ứng phó được Nhưng hiện giờ xuất hiện bốn gã Hắn căn bản không có bất kỳ phần thắng nào cả đột nhiên một con sông dài lại hiện lên giữa dòng không trung giữa sông hàng nghìn hàng vạn con ác dao ác quỷ oan hồn bay lượn chỉ thấy một gã cao thủ quỷ vương tông sắc mặt âm trầm chân đạp hư không chậm rãi đi tới hắn trầm giọng nói diệp thiếu báo người giết người vô số chúng bạn xa lánh hôm nay đừng hòng thoát được ồ oh, thiên hạ to lớn chỉ sợ không có chỗ dung thân cho diệp đà chủ diệp đà chủ nên ngoan ngoãn chịu chém đi cần gì phải dễ dùa lại một dòng nữ dịu dàng truyền đến mọi người quay đầu nhìn lại chỉ thấy một cô gái áo xanh lục đứng đấy đỉnh đầu đính một con sông dài một tòa hạo thiên huyền hoàng bảo tháp sáu tầng nhấp nhô trên mặt sông lơ lửng bất định ồ oh, mộng xảo vân mộng sư tỷ của lạc Già sơn người cũng đến giúp vui hay sao tiết tùng sắc mặt khẽ biến cười lạnh mà nói tiền tưởng họa ra trung châu là vu bảo ma đạo mộng sư tỷ lạc giả sơn các ngươi đạt được vu bảo này chỉ sợ không có tác dụng gì rồi Mộng Sở Vân cười ngọt ngào nói: "Sở Vân phụng mệnh sư phụ xuống núi du lịch, chỉ là trùng hợp đi ngang qua mà thôi, chư vị sư huynh sư tỷ làm chứng, tuyệt sẽ không ra tay, chư vị kính xin cứ yên tâm." Đôi mắt của nàng chuyển dừng giữa trên người Diệp Húc, lộ ra chút dị sắc, rồi thở dài nói: không nghĩ tới, Diệp lão ma ác danh vang xa, lại chính là một thiếu niên chưa có trưởng thành. Diệp đà chú người tội ác chồng chất, hôm nay đền tội trong tay chư vị đồng đạo đây, có thể nói là lưới trèo lồng lộng, cũng đừng trách người khác Kính thưa quý vị khán giả thân mến Tập 34 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ Xin chào và hẹn gặp lại